Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Đại Sư Huynh. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sư Huynh, ngươi lại làm món đồ chơi gì mới đó? Thứ này cũng là trang trí bố trí cho trận pháp sao? Theo lời thề của Thái Thanh Tổ Sư, Lam Linh Nga chỉ mới hỏi câu này liền bị Sư Huynh gọi qua, nhốt vào trong lồng gỗ trở thành chuột bạch nghiệm chứng thành quả kỹ thuật này. Lồng gỗ này cao cỡ một người, dùng 36 thanh trụy lôi mộc dựng đứng liên kết lại với nhau. Bên trong có một tầng lưới sắt mỏng màu rực rỡ bao lại. Bởi vì dùng trụy lôi mộc ghép lại mà buộc chặt thành nên lồng gỗ này nhìn có vẻ chật chội. Phía trên lồng gỗ gắn một cây châm dài bảy màu. Phía dưới lại có một vòng uẩn lôi thất thần thiết tạo thành là sao sáu cánh. Nhưng đây cũng không phải trận pháp gì. Trên đó cũng không có bất kỳ cấm chế gì. Đơn thuần chỉ là sao sáu cánh mà thôi. Lúc luyện khí sĩ độ kiếp thành tiên không thể dùng trận pháp ngăn cản. Thiên kiếp sẽ không coi trận pháp ra gì. Pháp bảo luyện chế ra có rất nhiều diệu dụng, chủ yếu dựa vào khắc họa cấm chế trong ngoài pháp bảo. Căn cứ vào sự nghiên cứu nhiều năm của Lý Trường Thọ xác nhận một việc, nguyên lý cấm chế và trận pháp kỳ thật giống nhau, cả hai đều sử dụng ký hiệu và đồ án, cố định dẫn động linh khí, chỉ khác biệt là giản phồn hay là lớn nhỏ. Cấm chế ngưng ở trên pháp bảo có thể xem là một trận cơ đơn độc trên pháp bảo, phần lớn dựa vào luyện khí sĩ rót tiên lực vào kích hoạt cấm chế là có thể phát huy ra uy lực cường đại. Trận pháp chính là lấy tiết điểm trận cơ, linh khí lưu động trong trận cơ, chủ yếu mượn nhờ lực lượng thiên địa. Dù nguyên lý cả hai giống nhau, nhưng phương hướng phát triển lại hoàn toàn khác biệt. Pháp bảo cao minh sau này thường thường có một bộ cấm chế hoàn chỉnh có diện tích tổng thể to bằng móng tay. Mà uy lực trận pháp thường thường có quan hệ trực tiếp với diện tích bố trí, lại theo đuổi tương dung cùng với thiên địa, mượn uy lực thiên địa. Cho nên, Lý Trường Thọ dù am hiểu trận pháp, lại không am hiểu luyện khí. Điều này cũng không có cách nào, hắn vừa tu tiên hoàn mỹ 20 năm, có thể không ngủ, cũng rất ít khi ngủ. Tu hành và suy nghĩ các mục phụ lục như luyện đan, luyện độc, trận pháp đều cần hao phí thời gian dài. Hắn hận không thể chém một ngày 12 canh giờ thành 24 canh giờ để dùng. Nhưng chung quy là 5 tháng tu hành ngắn ngủi. Ở phía nghề phụ nhất định là theo hoặc bỏ, không có khả năng thông thạo toàn bộ. Lại nói trở về chuyện ngăn cản thiên kiếp. Thiên kiếp bỏ qua trận pháp cũng bỏ qua tuyệt đại đa số pháp bảo phòng ngự. Chỉ có một ít pháp bảo hiếm thấy có thể dùng để cắt giảm bớt uy lực của thiên kiếp. Linh bảo chính là trời sinh. Không thuộc về hàng ngũ đang bàn đến, những thứ đồ chơi đó quá mức hiếm lạ. Nhưng Lý Trường Thọ đến từ thế giới khác lại cứ ưu thế 9 năm giáo dục bắt buộc. Chiếc lồng gỗ mà hắn làm lúc này là lồng cách điện trong sách giáo khoa vật lý ở trường cấp 3. Nó dùng để chống rét và thường xuất hiện trong một số tiết mục giật điện vui mắt. Nguyên lý là gì? Lý Trường Thọ cũng đã quên sạch, nhưng cấu tạo hẳn là sẽ như vậy, không có gì nhớ lầm. Lý Trường Thọ dặn dò kỹ Linh Nga, không được chạm vào tấm lưới chung quanh kia. Lồng gỗ chứa Linh Nga ở bên trong hơi rung, chân nàng dẫm lên một tấm ván gỗ điềm đạm đáng yêu nhìn sư huynh nhà mình hỏi. Sư huynh, rốt cục ngươi muốn làm gì? Không nên động vào. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, lấy mấy tấm phù lục trong tay áo ra, tiện tay ném tới phía bên cách lồng gỗ 10 trượng, tay trái chỉ phù lục xa xa một cái. Đi đùng vài tiếng, trời nắng bỗng nhiên có sấm sét. Mấy đạo thiểm điện bổ thẳng xuống đánh vào truy lôi mộc ở phía lồng gỗ. Lưới sắt quanh lồng gỗ sáng lên hồ quang điện nhỏ bé trong nháy mắt. Mà uẩn lôi thần thất thiết phía dưới lập tức phân tán lôi quang ra, dung nhập vào mặt đất. Lam Linh Nga đang ôm đầu co lại thành một đoàn, chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn đầy ngạc nhiên, nhìn trái, nhìn phải, tán thưởng một phen. Đây là bảo vật gì? Vậy mà có thể chống được sấm sét. Lý Trường Thọ lạnh nhạt, đây là lồng cách điện. Muội chờ thêm một lát, ta sẽ gia tăng cường độ. Sư huynh từ từ đã. Hãy!
Linh Nga còn chưa nói xong, Lý Trường Thọ đã lấy một sấp phù lục màu vàng từ trong tay áo ra thúc giục pháp lực ném lên phía trên lồng gỗ. Những phù lục này dẫn phát từng tia lôi điện mang theo sét đánh đầy trời, nện như điện xuống lồng gỗ phía dưới. Chỉ một thoáng điện quang bao trùm, trên Tiểu Quỳnh phong chim bay thành đàn, linh thú hoảng loạn. Thực tế đã chứng minh hiệu quả của chiếc lồng cách điện này không tệ, cũng không biết đến lúc đối mặt với thiên kiếp chân chính có bị đánh tan thành từng mảnh hay không. Chỉ cần có thể giúp sư phụ kháng trụ đạo thiên lôi thứ nhất, những đạo thiên lôi sau sẽ dễ nói. Ra đi, vất vả trong bụi rồi. Lý Trường Thọ nói một câu sau đó bắt đầu suy nghĩ phương pháp gia cố lồng gỗ. Linh Nga không chịu được phàn nàn. Sư huynh, huynh thay con cá vào bên trong đi, không phải cũng giống nhau sao? Muốn để cho muội cũng có đóng góp vào công sức. Lý Trường Thọ cười, giúp sư phụ độ kiếp, hai người chúng ta đều phải bỏ ra một chút sức lực. Linh Nga lập tức chẹp miệng, đưa tay sửa lại mái tóc bên tai nhỏ giọng. Sư huynh, kế tiếp còn muốn thử nữa không? Tu vi ta tuy thấp, nhưng làm loại chuyện này vẫn được đó. Tiếp theo không thể để muội ở bên trong nữa, như muội nói, đi tìm thùng gỗ bắt một con cá tới đây. Lý Trường Thọ lấy ra từng sợi dây thừng dài, tản ra ngũ thải hào quang, tiếp tục vùi đầu bận rộn nói. Lát nữa phải thí nghiệm uy lực sấm sét rơi thẳng trên người muội, muội tất nhiên sẽ không chịu nổi. Linh Nga đáp ứng một tiếng, quay người chạy tới bên hồ, tránh đi kết giới cách âm để sư phụ nhập định, nhảy tới trên mặt hồ đạp sóng mà đi. Một lát sau trên Tiểu Quỳnh Phong lại có lôi quang lấp lánh một lần nữa. Động tĩnh như vậy kéo dài trong dòng giã 3 ngày, người ngoài còn từng nơi đây có người đang tu luyện lôi pháp, cũng không ai chú ý. Mãi đến khi Tề Nguyên lão đạo tỉnh lại từ trong nhập định, vừa thỏa mãn xoay người, trên trán lão tràn đầy nếp nhăn, lập tức treo đầy hắc tuyến. Nguyên bản bên hồ, cỏ xanh như tấm đệm, phong cảnh tươi đẹp, vào giờ phút này đã biến thành một hố to màu đen. Hai đỗ nhi của hắn đang ngồi xổm ở đáy hố, mân mê một cái lồng chim lớn. Tề Nguyên bất đắc dĩ thở dài khiển trách. Hai người các ngươi không hảo hảo tu hành, ở phía dưới làm loạn cái gì? Sư phụ, ngài tỉnh rồi. Lam Linh Nga tràn đầy hưng phấn hô lên. Sư huynh, làm giúp ngài một món bảo bối kháng thiên kiếp. Dùng sét đánh hơn mấy trăm lần, cá bên trong vẫn còn sống. Lý Trường Thọ cũng nói. Xin sư phụ chờ chút, vật này sẽ lập tức hoàn thành. Ồ, thần sắc của Tề Nguyên khẽ động, đang muốn đi xuống nhìn xem đại đồ đệ mình đang mày mò bảo vật gì. Nhưng dưới chân lão khẽ động, sắc mặt đột nhiên sinh biến, chăm chú nhìn về bầu trời phía đông, thân hình không nhúc nhích. Lam Linh Nga ngẩng đầu hỏi một câu, sư phụ làm sao vậy? Tề Nguyên đứng chắp tay nói khẽ, thiên kiếp đến. Chỉ ba chữ liền làm cho ý cười trong mắt của Lý Trường Thọ và Lam Linh Nga biến mất trong nháy mắt. Hai người vội vàng nhảy ra ngoài từ trong hố, nhìn về hướng sư phụ mình. Bỗng thấy trời đông xuất hiện một đám mây màu xám đang cấp tốc bay đến độ tiền môn. Linh Nga, nhanh! Lý Trường Thọ lập tức nói, đưa chiếc lồng này đến chỗ độ kiếp trấn phía sau núi mà sư phụ đã chọn, nhất định phải chôn 6 thanh thần thiết này ở dưới đất. Vâng! Lam Linh Nga dùng cánh tay nhỏ yếu của mình nâng lồng cách điện lên, vội vàng cưỡi mây bay ra phía sau núi, hoàn toàn không giữ hình tượng tiên tử gì nữa. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ còn sốt ruột hơn cả sư phụ, lập tức lấy ra một cái hộp gấm từ trong tay áo vọt tới trước mặt Tề Nguyên. Sư phụ, đây là bảo dược mà đệ tử chú tâm luyện chế ra. Nó có thể giúp sư phụ vượt qua một đạo thiên kiếp. Sau khi đạo thiên kiếp thứ nhất qua đi, nếu sư phụ cảm thấy không thể ngăn cản được đạo thiên kiếp tiếp theo, lập tức dùng nó. Tề Nguyên lão đạo mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, thấp giọng nói. Người cứ giữ lại bảo dược này đi. Sử dụng vào lần độ kiếp sau này, không cần lãng phí trên người vi sư. Sư phụ! Lý Trường Thọ quỳ thẳng trước người Tề Nguyên lão đạo, nhét hộp gấm vào trong tay Tề Nguyên lão đạo, gấp giọng nói. Sư phụ dưỡng dục đệ tử, dạy bảo đệ tử trăm năm, có thể dẫn đệ tử nhập đạo, chưa hề có bất kỳ trách móc nặng nề nào. Đây là thứ duy nhất đệ tử có thể làm cho sư phụ. Nếu sư phụ không thu bảo dược này, đệ tử sẽ phá hủy nó. Tề Nguyên lại cười khổ. Người tội gì phải vậy? Vi sư còn không biết tình trạng của mình sao? Đúng rồi,
đệ tử còn 11 viên khác. Lý Trường Thọ lập tức đổi mạch suy nghĩ. Đệ tử có thể lập lời thề đại đạo tuyệt đối của 11 viên đan dược khác. Hơn nữa bảo dược này, mỗi một vị luyện khí sĩ chỉ có thể dùng một viên. Tề Nguyên lão đạo lập tức có chút do dự. Thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Thôi được. Tề Nguyên cầm hộp gấm cho vào trong tay nói. Đi đến hậu sơn đi, đừng để thiên kiếp hủy trụ sở của chúng ta. Đám mây xám bay tới từ phía đông đã đến độ tiên môn. Lý Trường Thọ vội vàng điều khiển một đám mây trắng lôi kéo sư phụ phóng tới phía sau núi. Sư phụ hãy tiết kiệm pháp lực đi. Sư phụ, đan dược trên người anh hài còn nhiều không? Lúc độ kiếp có thể dùng các loại đan dược, đan chữa thương và khôi phục nguyên khí. Hãy chuẩn bị tốt. Lần thiên kiếp này sao để tới mà không có dấu hiệu báo trước gì hết vậy? Đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt rồi. Tề Nguyên lão đạo mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ bay ở phía trước, đáy lòng nhớ lại năm đó vừa đón hắn đến trong núi, đứa bé trai đó vừa câu nệ lại không biết làm sao cho đúng. Nhỏ một cái đã nhiều năm như vậy, đứa bé trai năm đó mặc dù về sau phát triển không nổi bật lắm, nhưng tóm lại đã lớn lên thành tài. Chính mình đã dùng tất cả tích lũy ở Tiểu Quỳnh Phong ở trên người hắn, kỳ thực cũng chỉ muốn để hắn có thể thuận lợi thành tiên. Trường Thọ à, nếu sư phụ sống không quả thiền kiếp, Tiểu Quỳnh Phong sẽ giao cho người xử lý. Nếu trong môn muốn thu Tiểu Quỳnh Phong chúng ta trở về, người không được ngăn cản, nghe theo sự an bài của tông môn. Trước đó ta từng năn nỉ mấy vị đồng môn quen biết, họ sẽ mang ngươi và Linh Nga đến phòng khác tu hành. Sư phụ, ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Lý Trường Thọ lớn tiếng nói. Tự tin lên, hiện tại ngàn vạn lần không được để cho tinh thần sa sút. Đây là khảo hạch của thiên đạo, qua được chính là trời cao biển rộng. Sinh linh nếu không đi tranh giành một chút hy vọng sống này, cần gì phải sống trên đời? Bất luận tuyệt cảnh gì đều cần có hy vọng sống mới có thể sống sót lúc rơi vào tuyệt cảnh. Tề Nguyên lão đạo khẽ thở dài cười khổ. Đồ nhi ngoan, ngươi cũng biết những đạo lý này sao? Vì sao ngày thường lại cẩn thận chặt chẽ như thế? Lý Trường Thọ trầm giọng. Đạo lý sư phụ dạy bảo, đệ tử một khắc cũng chưa từng quên. Đệ tử cẩn thận là vì phòng ngừa rơi vào tuyệt cảnh. Đảo mắt đã đến phía sau núi Tiểu Quỳnh Phong. Linh Hà đang đứng trên một mảnh đất trống trong rừng không ngừng vẫy gọi. Lý Trường Thọ lôi kéo sư phụ nhà mình nhảy xuống, không nói lời nào đẩy sư phụ vào trong lồng gỗ vừa làm xong. Sau đó lại cúi đầu bắt đầu vội vàng kiểm tra lồng gỗ này bố trí thế nào, lấy ra một đống bình sứ ném vào tay sư phụ, cuối cùng đóng kín lồng gỗ, lôi kéo Linh Nga cấp tốc bay ngược ra sau. Mảnh mây xám kia đã hiện ở phía trên độ tiên môn, che khuất làm cho độ tiên môn lâm vào âm u. Lý Trường Thọ la lớn. Sư phụ, hãy toàn lực chống đỡ, nhất định phải dùng bảo dược kia sau khi đạo thiên kiếp thứ nhất đấy. Tề Nguyên lộ ra sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về vầng thiên kiếp. Quanh người tuôn ra một cỗ pháp lực, tay áo đạo bào không gió mà bay. Linh Hà cao giọng hô, sư phụ nhất định sẽ làm được. Vì sư cũng phải chống chọi vì mình lần này. Tề Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lấp lánh tinh quang. Đánh cược một lần, thiên mệnh. Đột nhiên, một tiếng long ngâm rơi xuống trong mây. Một đầu thương long ngàn trượng toàn thân lóng lánh màu đỏ xông ra từ bên trong mây xám, long chảo hung hăng đập trên đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn phun trào quang mang, quần phong rung động nhẹ nhẹ, mặt đất các nơi nổ vang một trận. Cùng lúc đó, một âm thanh thô dày rơi xuống từ trên trời. Người chủ sự độ tiên môn ra gặp mặt. Chờ chút, thương long kêu gọi. Mây xám bên ngoài đại trận hộ sơn không thể nhìn thấy hết thảy các đặc tính. Tuy có uy áp, nhưng cảm giác cẩn thận lại không phải thiên uy. Hả? Đây không phải kiếp vân đâu sư phụ. Lam Linh Nga quay đầu, Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay vỗ trán. Tề Nguyên lao đạo đứng trong lòng cách điện, khóe miệng cũng co quắp một trận. Tề Nguyên lão đạo yên lặng xoay người chậm rãi ngồi xổm. Ông trời ơi, lần này mất hết mặt mũi. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Lý Trường Thọ và Lam Linh Nga vô cùng ăn ý, đồng thời ngửa đầu nhìn trời. Thương long bay lượn bên ngoài đại trận hộ sơn tạo ra từng đám bụi mây cuồn cuộn, cuốn lên mây bụi mù mịt.
uy áp thiên tiên xuyên qua đại trận hộ sơn bao phủ khắp độ tiên môn. Người của độ tiên môn đứng trên đỉnh núi đều khiếp sợ bởi luồng uy áp này. Bất chợt từ đỉnh núi có mấy luồng ánh sáng bay vút ra khỏi đại trận hộ sơn, sau đó hóa thành bốn bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn về đám mây phía xa. Đứng đầu là một nam tu mặc áo bào xanh trắng, chắp tay đứng lơ lửng. Thân hình của lão mảnh khảnh như cây tùng, tóc mai đã bạc, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Lão vừa xuất hiện đã làm chú ý áp bên kia mất tác dụng. Thương Long lập tức ẩn vào trong mây, không dám lại gần đại trận hộ sơn nữa. Đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ nhìn thấy vong tình thượng nhân. Không sai, lão giả tóc bạc này chính là sư phụ của Tửu Tự, thiên tiên của độ tiên môn, đạo hiệu vong tình thượng nhân. Đứng sau lưng vong tình thượng nhân là một lão giả tay cầm phất trần, miệng mỉm cười và lão phụ đang chống gậy tươi cười. Ngoài ra còn có một vị tiên tử xinh đẹp mặc ngây thường, quanh nàng có một đám sương mỏng vờn quanh khiến không người nào thấy rõ. Xích Lâm Thương Long lẩn trong đám mây quát: "Các người chính là người đứng đầu độ tiên môn." Vong tình thượng nhân không thèm ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt truyền khắp bên ngoài đại trận: "Bản đạo cũng chỉ được một kẻ vô danh trong môn phái mà thôi, nào có tư cách chủ trì độ tiên môn. Chẳng qua thấy con rắn nhà ngươi hết sức vô lễ, nên đích thân đến để dạy bảo ngươi một chút." "Lớn mật!" Xích Long ẩn chân mây nổi giận gầm lên một tiếng. Mây bụi khắp trời đa phần bị thu nhỏ lại, long chảo chứa đầy tức giận chụp xuống đầu vong tình thượng nhân. Long chảo đón gió thoáng chốc lớn tới mấy trăm trượng, che kín bầu trời. Nó lao xuống như muốn đập phá nát phá thiên phong và đại trận hộ sơn của độ tiên môn. Thấy cảnh này, phần lớn đệ tử đều nín thở, những đệ tử tu vi cao hơn cũng lộ ra sắc mặt lo lắng. Đứng bên cạnh Lý Trường Thọ, Lam Linh Nga vô thức nắm chặt cánh tay sư huynh. Tu vi của nàng quá thấp là bị long uy làm kinh sợ, trong đáy lòng đầy lo lắng. Lý Trường Thọ vội phóng ra một luồng linh khí bao phủ toàn thân sư muội, hắn chống đỡ giúp nàng một phần áp lực, tránh tâm ma nảy sinh trong lòng nàng. Cùng lúc đó, long chảo giống như một ngọn núi đang rơi xuống đại trận hộ sơn, mang theo kình phong ập đến màn chắn mỏng manh của đại trận hộ sơn, khiến cho vách tường lóe lên hào quang. Nhưng long chảo khổng lồ này bỗng nhiên ngừng giữa không trung, chẳng cách nào rơi xuống được nữa. Lý Trường Thọ tập trung pháp lực vào hai mắt, chăm chú nhìn lên, chỉ thấy vong tình thượng nhân giơ cánh tay trái lên cao, ngón tay trái ghép lại thành kiếm chỉ, đầu ngón tay chỉ cách lớp da cứng rắn của long chảo khổng lồ một tấc. Chỉ vẹn vẹn một động tác, lão đã đỡ lấy cái long chảo khổng lồ kia. Chỉ vẹn vẹn một ngón tay đã có thể đỡ được long chảo to như quả núi. Mái tóc dài của vong tình thượng nhân bay phần phật, quần áo bào phất phơ trong gió. Tay trái của vong tình thượng nhân nhẹ nhàng ấn nhẹ, long chảo khổng lồ lập tức vỡ nát thành mây mù đầy trời. Thân hình Thương Long hiện ra giữa lớp mây mù cuồn cuộn, nó bị một luồng sức mạnh vô hình bao bọc, thân hình khổng lồ không ngừng giãy giụa rồi bị ném lên 9 tầng mây xanh. Một lát sau, Thương Long bay trở về từ không trung, nó nổi giận đùng đùng gầm lên giận dữ. Vong tình thượng nhân ngẩng đầu nhìn nó, trong mắt đã xuất hiện sát ý. Thương Long ngừng gào thét, thân rồng lóng lánh phát ra ánh sáng đỏ rực rồi hóa thành một tráng hán đầu rồng thân người cao to mặc chiến giáp, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Vong tình thượng nhân lạnh nhạt nói: "Mới bước vào thiên tiên đã dám đến độ tiên môn giơ ngoài, người chán sống rồi phải không?" Tráng hán đầu rồng thân người gầm lên một tiếng lớn nhưng cũng không dám tiếp tục ra tay. Chỉ đứng trên không trung gào lên: "Độ tiên môn được lắm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta chính là đặc sứ của Đông Hải Long Cung, đại tướng quân Thủy Quân Long Cung. Đám người các người vô lễ như thế, ta sẽ bấm báo với cả Long Vương. Ít ngày nữa sẽ điều binh khiển tướng đến sàn bằng cái sân môn nhỏ bé này." Lão đạo đứng sau vong tình thượng nhân cười: "Long Cung thật là có khí phách, hiếm thấy, hiếm thấy. Chỉ có điều dùng độ tiên môn chúng ta để lập uy có phải hơi quá quắt hay không? Dù sao độ tiên môn chúng ta cũng thuộc dòng dõi đạo giáo nhất mạch, được đạo giáo che chở. Đông Hải Long Cung không bảo vệ Đông Hải, tích công đức cho bản thân, lại dung túng cho ác long đi gây chuyện bốn phương, không nói lời nào đã đánh phá đại trận hộ sơn của độ tiên môn chúng ta. Chẳng lẽ vị đại tướng quân này định châm ngòi cuộc chiến dư luyện khí sĩ nhân tộc và long tộc sao? Người..."
Thời nay đã khác xưa, thời đại Vu Yêu đại chiến, nhân tộc còn nhỏ yếu. Nhưng thời nay nhân tộc là chủ của thiên địa này, cương thịnh hơn hẳn Vu Yêu. Không nói tới việc luyện khí sĩ nhân tộc hợp lực tấn công Long tộc, chỉ cần tiên môn của Đông Thắng Thần Châu cùng với một hai vị đại năng của Tam Giáo đã đủ khiến cho Tứ Hải Long Cung chật vật. Lần này Xích Long đâm lao, phải theo lao rồi. Bên ngoài đội tiên môn, Lão Phụ kịp thời đứng ra mỉm cười nói dăm ba câu giảng hòa, giúp cho Xích Long xuống nước một bậc thang. Xích Long cũng mượn cơ hội này nghiêm mặt nói rõ ý đồ. Thời gian trước đội tiên môn các ngươi đến Đông Hải trừ yêu, đệ tử nội môn các ngươi đã ngộ thương binh đính của Long tộc chúng ta. Nhưng Long Vương cũng không muốn làm to chuyện quá mức. 3 năm sau Đông Hải tổ chức đại yến hội, mời tất cả tiên môn của Đông Thắng Thần Châu cùng tham dự. Không say không về. Khắp Đông Hải Long Cung chúng ta đều có bảo vật. Đệ tử nhân tộc có biểu hiện xuất sắc sẽ được trọng thưởng. Đây là thiệp mời, chớ vắng mặt. Nói xong tráng hán đầu rồng ném ra một tấm thiệp mời lóng lánh kim quang, quay người hóa thành thương long biến mất trong tầng mây. Lão Phụ thu được thiệp mời, hô lớn. Đại tướng quân đi thong thả, chúng ta không tiễn. Tức khắc bên trong độ tiên môn tràn đầy tiếng cười trêu chọc vị tướng quân long tộc kia. 4 vị trưởng lão kia trước khi ra ngoài hẳn đã trao đổi tốt rồi. Vong Tình thượng nhân giả bộ tức giận, lão đạo mở miệng uy hiếp, lão bà thì hóa giải. 3 vị thiên tiên diễn kịch một chút liền giải quyết thỏa đáng vị tướng quân long cùng này. Xích Long vốn định lập uy với độ tiên môn, ngược lại thảm bại, một lời cũng không dám nói đạp mây chạy mất hút. Mây theo rồng, gió theo hổ. Thương long đạp mây ở phía chân trời cũng là cảnh hiếm thấy. Sư huynh! Lam Linh Nga nhỏ giọng. Đây là cường giả sao? Lý Trường Thọ lắc đầu nhẹ nhàng nói. Đây chỉ có thể coi là cao thủ, không được tính là cường giả. Sau đó hai huynh muội nhớ tới chuyện lúc trước, đồng thời cúi đầu nhìn lại. Bên cạnh cái lồng, Tề Nguyên lão đạo đang lén lút đóng cửa chuẩn bị chuồn đi. Lâm Linh Nga tiếp tục nhìn lên bầu trời giả vờ không phát hiện ra sư phụ. Lý Trường Thọ thì nhắm mắt suy ngẫm, giả bộ đang lĩnh ngộ cảnh chiến đấu vừa rồi. Tề Nguyên sao không biết hai vị đồ đệ đang chiếu cố lão. Trên trán nhiều nếp nhăn của lão đạo nổi lên gân xanh, mặt sụ xuống, môi mấp máy mấy lần, nhưng lại không lên tiếng. Không được rồi, sư phụ cũng là lần đầu độ kiếp, không có kinh nghiệm, sư phụ đi trước, về trước tiếp tục bế quan. Nói xong Tề Nguyên quay người che mặt, đạp mây cấp tốc chuồn đi. Hai huynh muội vẫn đứng tại chỗ, đến khi Tề Nguyên về đến nhà tranh mới mở ra mấy tầng trận pháp. Mới dám bật cười thành tiếng. Xích Long kia xem như là tập luyện độ kiếp. May mắn không quấy rầy những đệ tử các núi khác đến xem lễ. Cũng vì Xích Long hấp dẫn chú ý mọi người, bằng không thì Tề Nguyên đạo trưởng sẽ... ý định tự tử cũng sẽ xuất hiện. Không, đột nhiên độ kiếp thật ra cũng là chuyện tốt. Lý Trường Thọ có phần lo lắng cho bảo dược của sư phụ sẽ bị sư phụ lấy ra kiểm tra. Nhưng mà nghĩ lại, sư phụ lấy ra nhìn cũng không thể nhận ra đó là dung tiên đan. Đồng thời, Tề Nguyên lão đạo cũng không giỏi luyện dược hay chuyên tu trận pháp. Nhập môn tu hành cả ngàn năm, Tề Nguyên dành phần lớn thời gian để tăng tu vi bản thân. Nhưng vì đạo cơ hao tổn nên đoạn đường này đi quá khó khăn. Mà Tề Nguyên đối mặt với thiên kiếp cũng không có nhiều hy vọng, chính vì đạo cơ bị tổn thương. Giúp đỡ sư phụ tu bổ đạo nguyên cũng chính là phương án thứ 3 Lý Trường Thọ nhắm giúp sư phụ độ kiếp. Phương án thứ 3 này có thể điều trị tận gốc, nhưng là phương án hung hiểm gian nan nhất. Đạo cơ sư phụ bị tổn hại là do khi xưa bị thương một lần. Nguyên nhân bị thương, Lý Trường Thọ đã hỏi sư phụ nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời chính thức. Chỉ biết là khi tu hành xảy ra sự cố. Lần đó bị thương, các tiền bối trong môn phái dùng một lượng lớn đan dược mới có thể giữ được tính mạng của lão. Tiểu Quỳnh Phong lúc đó chỉ có một mình Tề Nguyên đạo trưởng, tổ sư của Lý Trường Thọ ra ngoài địch lãm 900 năm trước vẫn chưa trở về. Trong quá trình tu bổ đạo cơ, tông môn cung cấp cho Tề Nguyên rất nhiều thuốc trị thương, nhưng lại thiếu một ít dược liệu quý hiếm. Sau khi đạo cơ tạm ổn định, Tề Nguyên lại dùng mấy trăm năm tu hành để chữa trị tận gốc tổn thương đạo cơ. Nhưng đạo cơ bản thân đã tổn thương, muốn lành lặn lại thì khó khăn biết bao nhiêu.
giống như cái cây mọc nghiêng không ngừng sinh trưởng lệch khỏi hướng lên trời, cuối cùng trở thành một cây già siêu vẹo. Hiện trạng của Tề Nguyên trưởng lão cũng giống như vậy. Muốn giúp sư phụ tu bổ đạo cơ sẽ phải phế đi tu vị sư phụ vất vả tu luyện mấy trăm năm qua, đồng thời dùng lực lượng xé rách đạo cơ đã khép lại của sư phụ một lần nữa, rồi dùng dược liệu quý hiếm bổ sung vào đạo cơ bị tổn thương. Vì vậy Lý Trường Thọ mới ưu tiên lựa chọn phương án thứ nhất kèm theo phương án thứ hai, còn phương án thứ ba và thêm 6 phương án đã chuẩn bị thì bị để qua một bên, xem tình huống thế nào rồi tính tiếp. Kết thúc sự kiện Xích Long, Tề Nguyên đạo trưởng bế quan 2 tháng. 2 tháng sau, Tề Nguyên trở lại vị thế của một vị sư phụ, giải đáp kỹ càng mấy vấn đề khúc mắc của Lý Trường Thọ. Nhưng Lý Trường Thọ sớm đã chuẩn bị, sau khi nghe sư phụ giảng giải lại nêu ra vấn đề mới. Tề Nguyên bị Lý Trường Thọ hỏi khó lại một lần nữa về nhà tranh bế quan tiếp tục tham ngộ đại đạo. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Thọ lại chuẩn bị thêm mấy loại công cụ cần dùng để độ kiếp. Lần này sư phụ xuất quan, Lý Trường Thọ có thể cảm nhận được xung quanh sư phụ xuất hiện từng sợi khí tức chấn động mờ mịt. Đây là bị thiên đạo chú ý, dấu hiệu sắp độ kiếp. Chậm nhất là 2 năm nữa sư phụ sẽ độ kiếp, mà bản thân hắn hiện giờ lại hoàn toàn không thể giúp được gì. Độ kiếp dù sao cũng cần tự mình đối diện, người ngoài không thể can thiệp. Vì vậy, 1 năm 9 tháng sau. Vào lúc giữa trưa, trên mảnh đất trống trong rừng phía sau Tiểu Quỳnh Phong được Tề Nguyên lão đạo chọn trúng từ vài năm trước. Tề Nguyên lão đạo cầm phất trần trong tay, đứng một mình trong chiếc lồng gỗ vô cùng chắc chắn. Quanh người lão lấp lánh vài loại bảo vật, trên người mặc một bộ đạo bào pháp bảo màu xanh da trời, lẫn xanh lá mạ, làm lão trẻ lại mấy tuổi. Sắp độ kiếp rồi, nét mặt của lão càng chăm chú hơn. Từng sợi khí tức khó tả quấn quanh người Tề Nguyên, thỉnh thoảng có một vài cánh hoa bay qua người lão, theo làn gió nhẹ nhàng bay đi xa. Hai đồ đệ của Tề Nguyên thì đứng trên ngọn cây cách đó hơn trăm trượng. Lam Linh Nga có phần khẩn trương nhìn chăm chú sư phụ, ngón tay nhỏ vân vê lọn tóc xanh buông xuống trước ngực. Mấy năm nay, thân thể của Lam Linh Nga nảy nở thêm chút, thắt lưng ôm trọn vòng eo nhỏ, váy dài ôm trọn những đường cong mềm mại. Nhìn tới nhìn đuôi đều không có một chút tỉ vết. Khuôn mặt nàng đáng yêu hơn so với 2 năm trước, nhưng phần nhiều vẫn là hồn nhiên, ngây thơ. Lý Trường Thọ đứng trên ngọn cây cách Lam Linh Nga không xa, vẫn mặc bộ trường bào như thường ngày. Tay trái cầm một thẻ tre, tay phải cầm một con dao nhỏ. Linh thức của hắn bao phủ quanh người sư phụ, quan sát dấu hiệu của thiên kiếp. Đã không còn gì để dặn dò rồi. Cái gì nên làm cũng làm. Tiếp theo chỉ cần sư phụ chống đỡ được loạt đầu tiên của thiên kiếp là lúc sư phụ tự quyết định lúc nào nên sử dụng viên bảo dược kia. Mà nhiệm vụ chủ yếu của Lý Trường Thọ là ghi chép lại toàn bộ quá trình độ kiếp của sư phụ. Bởi vì độ tiên môn cứ 200 năm mới tuyển đệ tử một lần. Sau khi Lý Trường Thọ nhập môn liền trở thành đại đệ tử của lứa tuyển chọn cuối cùng. Những kẻ có tư chất và ngộ tính có hạn sẽ không thể nào trở thành đệ tử tiên môn. Phần lớn đều rời độ tiên môn quay về quê quán. Trong vòng 100 năm trở ra, những đệ tử mới được độ tiên môn thu nhận chứng kiến người khác độ kiếp thành tiên đã không được bao nhiêu. Lần này sư phụ độ kiếp, lần thứ 6 trong vòng 100 năm mà Lý Trường Thọ được chứng kiến luyện khí sĩ độ kiếp thuế biến thành tiên. Hơn nữa còn được quan sát gần như vậy, có thể quan sát và ghi lại toàn bộ quá trình thiên kiếp để tiến hành phân tích. Gió bắt đầu nổi lên. Tề Nguyên lão đạo trong lồng gỗ phảng phất ngẩng đầu nhìn bầu trời, quanh người xuất hiện từng tia hào quang. Chỉ trong chớp mắt, những tia hào quang hội tụ thành cột sáng bắn lên không trung. Độ kiếp đã chuẩn bị bắt đầu. Lý Trường Thọ cầm lấy con dao hạ bút thành văn ghi chép cặn kẽ cả quá trình. Cột sáng duy nhất duy trì thời gian khoảng một chén trà. Sau đó gió mây trên đỉnh Tiểu Quỳnh Phong bắt đầu biến sắc. Lý Trường Thọ cảm nhận lấy thiên địa linh khí bốn phía đang nhanh chóng tụ tập về đây, lơ lửng cách đỉnh đầu sư phụ trăm trượng, ngưng tụ thành một đám mây kiếp vân màu xám. Mà lúc này có nhiều đạo thân ảnh từ các nơi của đại trận hộ sơn bay lên không trung, nhìn về hướng của Tiểu Quỳnh Phong. Phía dưới kiếp vân xuất hiện từng tia sét lập lòe,
quanh người Tề Nguyên cùng xuất hiện tia lôi điện cực nhỏ. Lý Trường Thọ bấm ngón tay tính toán, ngẩng đầu truyền âm cho sư phụ. Sư phụ nhìn độ dày và diện tích của lôi kiếp thì sẽ có 5 đạo lôi kiếp. Tề Nguyên lão đạo nhíu mày, lão còn tưởng chỉ có 3 đạo lôi kiếp, không ngờ bản thân lại dẫn đến 5 đạo lôi kiếp. Thiên kiếp thành tiên không quá 9 đạo, bình thường chỉ khoảng 4, 5, 6 đạo thiên lôi. Đồng thời căn cứ vào tư chất của người độ kiếp, độ mạnh yếu thiên lôi giáng xuống cũng khác nhau. Kiếp lôi càng nhiều, chứng tỏ tiềm lực của người độ kiếp càng lớn, con đường tu tiên càng rộng rãi, muốn vượt qua lôi kiếp cũng càng khó hơn. Truyền âm xong, Lý Trường Thọ cúi đầu tiếp tục dùng dao khắc lên thẻ tre. Kiếp vân không ngừng chấn động, từng sợi lôi kiếp càng ngày càng rõ ràng. Khi nào những sợi lôi kiếp đạt đến giới hạn sẽ hóa thành một đợt sét giáng thẳng vào người Tề Nguyên lão đạo. Thiên lôi vừa hiện, trời đất đều biến sắc. Thiên địa đại đạo chấn động theo lôi kiếp giáng xuống. Những lần quan sát độ kiếp đã khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Theo lý thì thiên kiếp không thể nào dùng pháp bảo ngăn cản, nhưng đã bị lồng gỗ bao quanh người Tề Nguyên lão đạo hút đi. Xung quanh lồng gỗ lấp lánh ánh điện, nhưng Tề Nguyên lão đạo đứng bên trong lại không hề hấn gì. Tóc dài trắng xóa bay phấp phới, bản thân lại không hề có một chút ánh điện nào. Làm Lệnh Nga hưng phấn hô lên: "Sư huynh, lồng chim có hiệu quả rồi!" Mặt mày Lý Trường Thọ rạng rỡ, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì đại đạo chấn động, lồng chim lóng lánh đôi điện đột nhiên nổ tung. Còn bà nó, thiên đạo đúng là không cho phép ai đầu cơ trục lợi. Cũng may đã giúp sư phụ chống đỡ đạo lôi kiếp đầu tiên. Nhưng Lý Trường Thọ cũng nhận ra một vấn đề, đó là sư phụ vì không đối mặt trực tiếp với thiên kiếp nên quanh người không xuất hiện tiền linh khí. Lồng cách điện trợ giúp tránh đôi kiếp cũng là mất đi lợi ích của độ kiếp, có được có mất là lẽ thường tình. Cũng may sư phụ chưa nuốt dung tiên đan vào, nếu không thì Lý Trường Thọ đã tự tay giết sư phụ bằng thuốc độc rồi. Bên trên kiếp vân, một tia lôi điện lớn đã xuất hiện, lực lượng so với đạo đầu tiên còn lớn hơn. Nét mặt của Tề Nguyên lão đạo càng thêm chăm chú, pháp lực bao phủ quanh người, thân hình chậm rãi bay lên. Độ kiếp thành tiên chỉ có thể tự mình chống đỡ. Đạo thiên kiếp thứ hai mãnh liệt giáng xuống, từng đạo sấm sét tụ thành cột sét trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn Tề Nguyên. Lý Trường Thọ và Lam Linh Nhạn đổ mồ hôi, hai người nhìn thấy thân hình sư phụ bị lôi trụ ép trên mặt đất. Lam Linh Nga hoảng hốt nhắm mắt không dám nhìn nữa. Chờ cho đến khi âm thanh lôi điện biến mất, Lam Linh Nga nghe thấy tiếng sư huynh thở hắt ra mới dám mở mắt ra nhìn. Tề Nguyên lão đạo đầy chật vật nằm trên mặt đất. Lão ngồi trên miệng hố phun ra mấy ngụm máu, ngửa đầu ăn viên đan dược lại đứng dậy. Pháp lực của lão vẫn đầy đủ, quanh người xuất hiện một đám điện quang. Đạo lôi kiếp thứ hai rốt cục cũng chống đỡ được. Lý Trường Thọ dừng viết, tay trái lục trong ống tay áo lấy ra một viên dung tiên đan. Nhìn dáng vẻ của sư phụ có thể chịu đựng đạo thiên kiếp thứ ba, nhưng không thể chống được đạo thứ tư. Nếu sư phụ bị đạo thứ ba đánh tê liệt không cử động được, hắn sẽ kịp thời cho sư phụ dùng dung tiên đan. Sợi sét càng lớn hơn xuất hiện trong kiếp vân, Tề Nguyên lão đạo cắn răng đứng dậy, hai tay kết ấn bố trí nhiều tầng pháp lực trước người. Nhưng vô dụng. Lần này là tiếng nổ vang, bên trong kiếp vân như có thiên quân vạn mã lao xuống. Một đạo cột sét to như cối xay mang theo khí tức trầm trọng giáng xuống, trong nháy mắt đánh tan tất cả những tầng pháp lực Tề Nguyên bố trí, ép Tề Nguyên nằm dạp trên miệng hố, phát ra một trận tiếng nổ vang. Gió mạnh táp vào mặt, Lam Linh Nga nghẹn ngào hô lên: "Sư phụ!" Nhưng tiếng la của nàng nhanh chóng bị tiếng gió át đi. Tề Nguyên tạm thời vượt qua đạo thiên kiếp thứ ba. Lại nói số lượng và chất lượng thiên kiếp căn cứ theo tư chất khi bắt đầu tu luyện quyết định. Bởi vì đạo cơ bị thương cho nên Tề Nguyên không thể chống lại cường độ so với ban đầu. Vì vậy Tề Nguyên đối mặt với thiên kiếp mới chật vật như vậy, chỉ tạm thời sống qua đạo thứ ba. Lôi kiếp đánh trên mặt đất tạo thành một cái hố to. Tề Nguyên nằm dưới đáy hố, dựa vào một chút pháp lực cuối cùng, thân hình chậm rãi bay lên. Lão đứng giữa lôi kiếp, ngửa đầu nhìn tia sét càng đáng sợ hơn đang hình thành. Toàn thân lão đầm đìa máu tươi, nhưng đôi mắt lại toát ra sự kiên định. Thiên mệnh sao mà bất công. Bần đạo cũng không oán hận như một câu, đại đạo tuần hoàn,
thiên địa chính trực đều là số mệnh của bần đạo. Bần đạo chịu chết thì đã làm sao? Chỉ còn một chút nữa. Ta không thể cứ nằm chật vật trên đất như vậy. Các đồ đệ còn đang nhìn. Ta không thể để các đồ đệ nghĩ rằng sư phụ của bọn nó là phế vật, mặc dù ta chưa từng che chở cho bọn hắn. Có chết, bần đạo cũng chết đứng đậy. Cũng phải có khí khái của nam nhân luyện khí sĩ. Cũng là để cho Trường Thọ và Linh Nha hãnh diện, cho bọn hắn hiểu rằng sư phụ bọn hắn có một trái tim cầu đạo kiên định. Huống hồ, đại đồ đệ của ta thiên tân vạn khổ chuẩn bị cho ta bảo dược, có thể chống đỡ một đạo thiên kiếp. Tề Nguyên lão đạo lấy ra một hộp gấm, lấy viên đan dược bên trong ra không do dự nuốt vào. Thiên kiếp, đến đây đi. Dù bần đạo biết rõ chỉ là phí công vụng vẫy, nhưng bần đạo muốn thử một chút uy lực của thiên kiếp cuối cùng này. Bởi chết bởi đạo thiên kiếp cuối cùng có lẽ cũng không quá xấu hổ đi. Tia sét lấp lóa, thiên kiếp đang ngưng tụ lực lượng chuẩn bị giáng xuống lần thứ tư. Tề Nguyên lão đạo đột nhiên ho khan một tiếng, trong miệng phun ra một cục máu tươi. Lão kinh ngạc cúi đầu nhìn bản thân, từng sợi huyết quang xuất hiện quanh người. Chuyện gì đang xảy ra? Mình đã bắt đầu tiêu hao rồi sao? Thái Thành lão già ở trên, chuyện gì xảy ra vậy? Nhiệt độ đã cho bần đạo ăn đan dược gì? Ở trên không, lôi kiếp đang điên cuồng ngưng tụ bỗng nhiên ngừng lại, kiếp vân cũng ngừng xoay tròn. Đợt thiên kiếp này giống như một chàng trai muốn thể hiện bản lãnh nam nhân của mình trước mặt người yêu, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực sự quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Trong chớp mắt, Tề Nguyên quay đầu nhìn về phía đại đồ đệ của mình, thấy hắn đang mỉm cười. Lão đạo cảm thấy bản thân giống như người tuyết bị rơi vào lò lửa, trong nháy mắt đã bị tàn rã. Hồn phách, thân thể, thậm chí quần áo đều hóa thành một vũng máu loãng lơ lửng trong không trung. Kiếp vân chấn động, hóa thành từng cỗ linh khí thuần khiết tản mát trong không trung. Từng tia nắng mặt trời chiếu rọi trên Tiểu Quỳnh Phong. Những người xem độ kiếp đều ngỡ ngàng chăm chú nhìn về phía vũng máu do Tề Nguyên hóa thành. Cùng lúc đó, mặt đất tuôn ra một cỗ trọc khí, tiên quang ba màu rót xuống từ trên trời, tất cả ngưng tụ trong vũng máu. Không biết từ đâu truyền ra tiếng đàn sáo thật du dương, êm tai. Những luồng linh khí chậm chạp ngưng tụ, vũng máu dần dần ngưng thành hình người. Chợt nghe một đoạt âm thanh đùng đùng kéo dài, thân hình của Tề Nguyên lão đạo xuất hiện giữa không trung, y phục rách rưới vì thiên kiếp vẫn còn trên người. Huyết quang biến mất, quanh người lão đạo xuất hiện mấy cánh hoa, dưới chân là một đám mây trắng, đỉnh đầu có một đóa hoa sen nở rộ, tùy thời nhập vào thân thể. Tề Nguyên lão đạo há miệng phun ra một luồng thanh khí, khí tức toàn thân dần tăng lên. Dị tượng thành tiên đơn giản như thế mà thành. Tề Nguyên lão đạo chợt hiểu ra, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ. Trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng khóe mắt lại có chút nước mắt. Tạm thời không nhắc đến quan hệ thầy trò. Sắc mặt của Tề Nguyên phức tạp nhìn Lý Trường Thọ chắp tay cúi đầu. Lý Trường Thọ vội cất thẻ tre, giao khắc đan dược, người giấy, chắp tay cúi đầu hoàn lễ. Thật lâu không dám đứng dậy. Trong gió truyền đến một trận tiếng bàn luận. Là binh giải hóa trọc tiên. Đó là dung tiên đan, không ngờ vẫn còn người biết luyện loại đan dược này. Tề Nguyên sư đệ đại chọn con đường này, đúng là biện pháp không tồi. Trọc tiên cũng chỉ là một số ít trong phần lớn tiên nhân. Thiên tiên cũng không phải dễ đột phá như thế, đa phần chúng ta đều dừng bước ở chân tiên mà thôi. Thời gian độ kiếp tuy ngắn ngủi, nhưng với Tề Nguyên đạo trưởng lại giống như trải qua một kiếp nhân sinh dài dằng dặc. Ở trong thiên kiếp, lão đã binh giải trở thành trọc tiên. Dưới bao con mắt xăm soi, lão phải dùng dung tiên đan để binh giải mới giữ được nổi cái mạng giả này. Sau này trong tông môn, ta có thể ngẩng đầu lên được rồi. Nghĩ đến đó, Tề Nguyên đạo trưởng nhớ lại đến cái ngày mà đồ đệ quỳ gối trước mặt mình để đưa cho mình viên đan dược này. Thôi, đây đều là khổ tâm của Trường Thọ. Ta thân là sư phụ, khi thiên kiếp đến cũng không quan tâm tới sống chết, nhưng không để ý đến sự khổ tâm của hai đứa đồ nhi chỉ vì mong mình sống. Viên tiên đan này e rất khó có được, chắc hẳn Trường Thọ đã vì nó mà chịu không ít cực khổ. Trường Thọ mới đột phá cảnh giới phản hư ở Bắc Châu, làm sao có thể lãng phí tâm huyết của hắn đây? Trọc tiền thì đã sao, phía trước cũng chưa hẳn đã là đường cùng. Dù sao với kết cục hóa thành ma hay hồn phi phách tán thì cũng tốt hơn rất nhiều. Về sau chỉ cần vẫn có thể che chở cho hai đồ nhi, vậy là đủ rồi. Nghĩ vậy, Tề Nguyên đạo trưởng chắp tay với Lý Trường Thọ.
Từ khắp nơi dần xuất hiện các thân ảnh xếp thành từng hàng tới chúc mừng. Tề Nguyên đạo trưởng hơi ngây người, sau đó chắp tay chào hỏi những bằng hữu nhiều năm chưa gặp. Dù sao thì Trọc Tiên cũng là tiên, ít ra lão vẫn còn sống sung sướng được vài vạn năm. Chỉ cần có thể cố gắng đến nguyên tiên, lão thu thêm vài vị đệ tử nữa là có thể làm rạng rỡ thanh danh Tiểu Quỳnh Phong. Trên mặt Tề Nguyên đạo trưởng dần hiện lên sự vui vẻ. Đúng lúc này Tề Nguyên đang trong đám người đến chúc mừng bỗng nhận được truyền âm của đại đồ đệ. Sư phụ, nếu ai hỏi ngài đã dùng đan dược gì để binh giải thì cứ nói là dùng tiền đan. Dùng tiền đan là phương thuốc dân gian, nó được ghi lại trên tấm da dê ở kho tàng đạo giáo bên ngoài điện Tây Bắc ở góc thứ hai đếm ngược từ dưới lên trên. Nếu ai hỏi sư phụ còn tiền đan không, ngài hãy lấy ra nhiều nhất 3 viên và cho những người nào có thể tin tưởng. Quan hệ khá tốt và thật sự cần nó. Thứ này rất khó luyện, hơn nữa còn gây độc chết người, nên rất dễ gây họa sát thân. Cơ thể Tề Nguyên khẽ run rẩy, nhìn về phía hai vị đồ đệ của mình trong đám người, sau đó mỉm cười gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lý Trường Thọ buông xuống tảng đá cuối cùng trong lòng, tinh thần thoải mái dễ chịu, nói cười với Đinh Nga. Sư muội, ở nơi này trông coi, lát nữa sư phụ mời khách tới uống trà, muội chịu khó nhớ kỹ những gì họ nói nha. Làm Đinh Nga vội hỏi, sư huynh định đi đâu vậy? Huynh không đi chúc mừng cùng sư phụ sao? Lý Trường Thọ cười, ta về nghỉ ngơi một chút, chờ sư phụ hết bận rồi mới đi. Bình thường trong tông môn thành tiên là chuyện lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng sư phụ, chúng ta không cần phải vội. Vâng, Linh Nga nhẹ nhàng. Sư huynh mau nghỉ ngơi đi, dạo này huynh đã vất vả nhiều rồi, còn sư phụ cứ để muội lo. Vì thế khi mọi người đi đến Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đã lặng lẽ trốn về phòng mình. Hắn không mở ra trận pháp lớn bên ngoài, mà mở ra trận pháp khoảng 100 trượng xung quanh căn phòng. Rời khỏi ghế dựa, hắn ngồi ngay trước phòng, xa có núi rừng, gần có nước trong, đôi mắt hắn khép hờ, nhẹ nhàng tựa vào ghế. Chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng sư phụ cũng vượt qua thiên kiếp. Trải qua lần độ kiếp này của sư phụ, bản thân càng phải nắm chắc về thiên kiếp hơn vài phần. Đợi tích lũy nhiều thêm một chút nữa là hắn không cần phải áp chế tu vi mà có thể bắt đầu mạo hiểm độ kiếp. Nhưng mà hắn không thể độ kiếp trong tông môn, nếu không những con bài chưa lật mà hắn vất vả tích góp từng tí một trong 100 năm qua đều sẽ trở nên vô ích hết. Chẳng qua thực lực của sư phụ trước khi độ kiếp thực sự là rất kém. Chỉ trong nháy mắt dung tiên đan đã hòa làm một với thần hồn của sư phụ. Nhắm mắt lại, Lý Trường Thọ khẽ ngâm nga khúc tiên nhạc xuất hiện lúc sư phụ hóa thành trọc tiên. Chẳng mấy chốc đã mơ màng tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Hô hấp tuần hoàn, thần dung thiên địa. Một đóa hoa sen chín cánh trước ngực nhẹ nhàng bay ra, màu sắc của nó tươi đẹp, sinh động như thật. Đài sen và cánh sen quay quanh Lý Trường Thọ đang ngộ đạo, huyền diệu tự nhiên, khó nói đến lời. Đóa sen nhỏ này yên lặng trôi theo gió, nó như dẫn đường khiến cho các đóa hoa khác dần bay ra từ khắp cơ thể nơi Lý Trường Thọ. Chúng vây quanh cơ thể hắn, đôi mắt đang khép hờ hiện lên một chút điềm tĩnh. Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục suy nghĩ lại tinh thần, tản hoa sen trên người mình đi. Vừa rồi gió nổi suýt làm lộ hơi thở của hắn. Ở trong phòng cũng chưa chắc đã an toàn, vẫn nên tu luyện dưới mật thất. Nói không chừng đột nhiên xuất hiện một cao thủ thiên tiên như vong tình thượng nhân, tình cờ dùng tiên thức đảo qua Tiểu Quỳnh Phong. Hắn nằm trên ghế nghỉ ngơi một lát, một đám mây trắng bỗng bay tới. Lý Trường Thọ lập tức mở mắt nhìn ra xa, thấy người đang đứng trên đám mây. Hắn vội vàng đóng lại trận pháp ở căn phòng kế bên, rồi đứng dậy nghênh đón. Đệ tử bái kiến Tửu sư bá. Tửu Ô cười đùa, sư phụ ngươi còn đang bày tiệc tiếp khách mà ngươi trốn ở đây ngủ nướng, sư muội ngươi chạy đến sắp gãy chân rồi kìa. Đệ tử vốn không thích náo nhiệt, chỉ đành khiến sư muội chịu khổ. Lý Trường Thọ cười đáp lại, đợi Tửu Ô tới gần căn phòng, liền mở trận pháp hơn 10 chỗ xung quanh chắp tay. Mời sư bá vào trong ngồi. Thôi, lần này không kịp. Bần đạo chuẩn bị ra ngoài một chuyến nên bớt chút thời gian tới đây nói với người hai chuyện. Tửu Ô đắc ý nói, ngươi nhìn xem đây là cái gì, sau này cũng đừng nói bổn sư bá chỉ biết uống không của ngươi, chẳng thêm được ích lợi gì cho tên bạn rượu như ngươi. Lại còn bạn rượu, trong vòng 2 năm nay mới uống với nhau được 7-8 lần mà thôi. Hơn nữa, mỗi lần vị sư bá này đến nhà đều lấy hàng hà thủy lão bạch can của cửu sư thúc để trong hầm ra uống. Lý Trường Thọ dùng tay trái nâng ngọc bài lên, làm cho nó trôi nổi trước người rồi phân ra một tia linh thức tiến vào thăm dò. Quyền thượng.
Lý Trường Thọ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tử Ô đang đứng trên đám mây. Sư bá, đây liệu có ổn không? Chuyện này thì có gì mà ổn hay không ổn? Tử Ô cười tủm tỉm. Trong tông môn có một quy củ bất thành văn là cứ mỗi 20 đệ tử có tu vi cao nhất đều có thể tìm hiểu quyền thượng. Còn bình thường đệ tử phải thành tiên thì mới có thể tìm hiểu quyền thượng này. Bây giờ ngươi chắc đã là cảnh giới phản hư cấp 6 nhỉ? Trong môn chắc chắn có thể xếp trong 1/10 hạng đầu. Bần đạo nhớ rõ lần trước lúc ngươi uống rượu với ta đã đột phá một cấp. Lần trước? Lý Trường Thọ cũng hơi bất đắc dĩ vì tránh cho mình chưa chuẩn bị đủ mà độ kiếp nên hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới không cho mình đến cấp 9. Nhưng mấy tháng trước có lần uống rượu đối thơ với Tử Ô bỗng nhiên có chút cảm giác nên không cẩn thận nên đột phá. Còn may vẫn là hoãn lại 3 cấp. Mà lúc ấy Tử Ô cũng đã uống say. Tử Ô nói tiếp. Yên tâm, bần đạo chưa lộ tu vi thật của ngươi là phản hư cấp 6. Quyền thượng này để ban thưởng cho nhiệm vụ lần này. Bần đạo vất vả tranh thủ lấy giúp ngươi từ trưởng lão truyền tông đường để đưa cho ngươi trước. Thế nào, có muốn tu luyện hay không? Đây chính là thứ dùng để trấn núi của độ tiên môn chúng ta. À, muốn chứ? Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, thu ngọc bài về nói. Nhưng gần đây đệ tử không có ý định ra ngoài, sợ là phải cô phụ ý tốt của sư bá. Cặp mắt to dưới đôi mắt rậm của Tử Ô khẽ nhèo lại. Ta còn chưa nói chuyện gì, sao ngươi biết phải ra ngoài? Còn không phải gần đây Đông Hải Long Cung đến mời tham dự đại hội yêu sao? Lý Trường Thọ nghiêm mặt. Tin tức này đã truyền đến trong môn được một thời gian, đệ tử không muốn biết cũng khó đó. Không ít các đồng môn xuất sắc trong môn đều tranh nhau cướp đoạt danh ngạch tham gia đại hội yêu này. Nếu đã vậy sư bá cần gì tìm đệ tử góp số cho đủ người? Thế nếu bọn họ tranh nhau cướp thì tại sao người không muốn? Tử Ô buồn bực. Lý Trường Thọ than nhẹ. Cuộc thí luyện lần trước chúng ta đã giết khá nhiều các lính tôm tướng cua không tuân thủ quy tắc. Lần này đi qua đó chắc chắn sẽ bị Đông Hải Long Cung gây khó dễ. Sư bá ngài cũng biết đệ tử không bao giờ muốn dính vào các loại phiền toái. Người quan sát thật sự rất cẩn thận. Tử Ô khẽ cười đứng trên mây than nhẹ. Hắn hạ đám mây xuống thấp một chút lo lắng nói. Thật ra lần này ta vốn không có ý muốn đến làm phiền ngươi. Nhưng Trường Thọ à, mấy vị đệ tử kia không có kẻ nào thông minh lành lợi cả. Đến cả ngươi xử sự giả dặn nhiều kinh nghiệm như Nguyên Thanh còn tự mình gây họa rồi bị chết. Lần này đi Đông Hải không chỉ là Đông Hải Long Cung mà còn có vài tiên môn luôn bất hòa với chúng ta. Rất có thể họ sẽ kéo bè kết phái cố ý làm chúng ta khó xử. Các trưởng lão đều lo lắng cho những đệ tử con trẻ không chịu được lời khiêu khích mà xúc động làm ra những chuyện khiến người khác chế cười. Trong môn không ai biết Lý Trường Thọ ngươi có một bụng ý nghĩ xấu. Bọn họ không biết sư điệt ngươi thật ra là người thâm tàng bất lộ. Bần đạo biết ngươi là người ổn trọng, khi làm việc cũng luôn nghĩ rất nhiều việc, nghĩ kế nên mới cho ngươi đi theo bọn hắn. Chỉ khi cần thiết sẽ nhắc nhở các đệ tử khác. Hơn nữa lần này sư tôn của ta đích thần dẫn đội, các trưởng lão trong môn cũng sẽ đi theo. Vậy sự an toàn chắc chắn được đảm bảo. Đó chính là phương pháp trường sinh chân chính. Thật ra Lý Trường Thọ cũng có hơi dao động với... tuy nhiên, sư bá đệ tử vẫn muốn yên ổn tu luyện trên núi. Khóe miệng Tử Ô hơi run rẩy, sau đó khẽ thở dài ngửa đầu lên nhìn trời. Ôi, dù sao sư bá cũng chẳng phải người xấu gì, cũng không thể ép buộc người làm việc người không muốn. Các đệ tử có thứ hạng trong môn xem ra cũng phải quản giáo lại, cha lộng bổ khuyết rồi. Lý Trường Thọ hơi suy tư, có vẻ đang cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó mới gật đầu nói nhỏ. Đệ tử vẫn lấy trạng thái cảnh giới phản hư cấp 2 xuất hiện, cũng sẽ làm theo lời sư bá, cố gắng nhắc nhở đồng môn, nhưng họ có nghe hay không thì không liên quan đến đệ tử. Yên tâm đi, bọn hắn không muốn nghe cũng không được. Tử Ô ném ngọc bài tới. Cầm lấy, tìm hiểu cho tốt sớm ngày đặc đạo. Chính vì biết rõ tên tiểu tử nhà ngươi không được lợi sẽ không mắc câu, nên quyển mà trưởng lão truyền công đã đồng ý đưa cho ta hơn 100 năm trước, ta cẩn thận giấu đi là để dùng vào lúc này. Nói xong Tử Ô xoay người cưỡi lên đám mây, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên rồi rời đi. Lý Trường Thọ nhìn chăm chăm vào ngọc bài trên tay rồi suy nghĩ. Trong 2 năm nay, tu vi của hắn càng ngày càng khó khống chế. Hắn biết một khi tới cấp 9 thì bản thân cũng không khống chế được. Được rồi, lại đi đến Đông Hải tìm một mảnh đất hẻo lánh. Và lại có quyển thượng trong tay, cũng không phải là mặt hàng cũ bị hố. Lần này đi đến đó cũng không lỗ. Ngày thứ 2 sau khi Tề Nguyên thành tiên, trời vừa hửng sáng. Toàn thân Lam Linh Nga mệt mỏi vỗ cái vai của mình.
ngồi trước cửa căn nhà tranh trống không. Đêm qua sư phụ toàn mời những sư thúc sư bá lạ mặt lên núi dự tiệc. Nàng mày mò mất 2 canh giờ mới dọn dẹp cả trong lẫn ngoài căn nhà tranh của sư phụ sạch sẽ. Sư huynh thối, không chịu tới giúp người ta. Miệng vừa phàn nàn được một câu, làm Định Nga liếc mắt qua bỗng thấy trên trời xuất hiện một cái hồ lô lớn, khóe miệng hơi run rẩy. Tiểu cửu sư thúc lại tới tìm sư huynh. Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề. Mấy năm qua khoảng thời gian dài nhất mà tiểu sư thúc này tới là tiểu Quỳnh Phong là gần 20 ngày. Tất cả đều là nữ luyện khí sĩ cảnh giới nguyên tiên thì giỏi lắm sao? Từ cảnh giới nguyên tiên có thể phát dục đến mức này, hình như cũng hơi quá. Cúi đầu nhìn xuống ngực mình, Lam Linh Nga liền lã chã rơi nước mắt. Sư huynh nhất định là thích bự. Xin hỏi. Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng thăm hỏi ân cần. Lam Linh Nga vô thức nhảy cẫng lên, làn váy đang bay lập tức được ghim lại bằng một cái ngân châm. Cảnh giác nhìn về nơi giọng nói truyền ra. Sau đó Lam Linh Nga hơi sửng sốt. Người tới mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, trên lưng vác vỏ kiếm bản rộng, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay được buộc lên đơn giản. Khuôn mặt của nàng rất đẹp, hơn nữa còn lạnh lùng, cực kỳ quen mắt. Trường Thọ sư huynh, có phải ở chỗ này không? Quý vị và bạn vừa mới theo dõi hết tập số 3 nhiều, tập 8 của bộ truyện Ổn Trọng Đại Sư Huynh. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.